flesh. Đợi xíu nha.
làm gì em ghé tao? Hiện tại tao chưa làm gì đó. Nếu mày không giao cái thẻ nhớ thì tao sẽ em gái mày sẽ sớm được bố mẹ cho mày 30 phút để làm những gì đó. Nếu trễ một giây thì game over. Khoan! Mày muốn chơi à? Một là cái tao cần, hai là cái mày cần. Cuộc chơi thú vị đó. Bắn bể sợ. Con mẹ đâu? Kéo ra đây đi tao. Thằng quen à? Mày bỏ xuống xuống, không là bắn bể sợ nó. Bỏ xuống xuống. Anh hai đừng lại gần mà. Để không tao bắn bể sợ. Bỏ xuống xuống lẹ. Tao sẽ cho anh em mày đoàn tụ với ba mẹ mày. Tao không ngờ mày còn sống. Làm chơi lắm phải không? Dạ.
Anh Quân!